ở trường tiểu học Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ. Việc các em học sinh nhặt được của rơi trả lại người đánh mất đã và đang trở thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giúp các em hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Gần đây nhất vào buổi chào cờ ngày 16 tháng 9, có 3 em học sinh đã được tuyên dương trước toàn trường. Cụ thể là em Phan Thành Nghĩa, lớp 5B, nhặt được một cặp sách, bên trong có sách vở và 1 triệu đồng. Em Trần Mạnh Quân, lớp 4B, nhặt được 500.000 đồng. Và em Đào Trọng Hiếu, lớp 4B, nhặt được 1 chiếc đồng hồ điện tử. Ngay sau khi nhặt được số tiền và vật dụng này, các em đã nộp cho giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường để tìm cách trả lại chủ nhân. Tại vì số tiền to quá cho nên em mới trả lại người đánh mất ạ. Bởi vì nếu mà bạn em mất số tiền 1 triệu thì bạn rất buồn ạ. Cái đồng hồ này rất là đẹp nên em cũng rất là thích. Nếu em không mang lên ban giám hiệu nhà trường thì bạn bị mất sẽ rất là buồn. Và em nhớ đến ngày này cô giáo nói là nhặt được ở rơi thì phải trả lại người mất. Trước đó, vào buổi chào cờ đầu tuần thứ 2 của tháng 9, nhà trường cũng đã tuyên dương em Phạm Tiến Đức, lớp 5A, nhặt được 100.000 đồng, em Đinh Thị Hương Trang, lớp 4B, nhặt được bút máy, em Vũ Việt Anh, nhặt được mũ đã trả lại cho chủ nhân. Tính riêng trong 2 năm gần đây, đã có hàng chục lượt học sinh nhặt được của rơi trả lại cho người mất. Nhà trường chúng tôi thì với quan điểm là tiên học lễ, hậu học văn, thì chúng tôi là rất là chú trọng đến cái việc mà giáo dục đức tính, phẩm chất cho các em phát triển toàn diện nhân cách. Các bạn đã theo gương nhau và đã đều mang đến nộp cho các thầy cô để trả lại, tìm trả lại người mất. Thế và vào các cái buổi chào cờ đầu tuần thứ hai ấy, thì nhà trường chúng tôi đều tuyên dương, khen ngợi các em và tặng cho các em những cái phần quà. Mặc dù nó không giá trị về tiền bạc, nhưng mà nó mang cái tính chất tinh thần động viên các em, cho nên các em đã cùng nhau làm gương và đã thực hiện rất tốt cái việc mà thể hiện cái tính cách thật thà của mình. Việc kịp thời động viên, khuyến khích khi các em học sinh có những hành động đẹp đã giúp lan tỏa những suy nghĩ tích cực đến học sinh toàn trường, gieo mầm những việc tốt cho toàn xã hội.